kẻ giả mạo Thủy Tiên lừa tiền trên Facebook sẽ ngã ngựa trước mức án tù. Đối tượng có đưa ra thông tin về số tài khoản ngân hàng, rõ ràng, bằng những nghiệp vụ điều tra, cơ quan công an sẽ có thể tìm ra được tài khoản ngân hàng đó là của ai. Những ngày qua, cả nước ta đều đang hướng về miền Trung ruột thịt trong từng cơn bão lũ, đã có rất nhiều nhà hảo tâm chung tay góp sức, nhưng nổi bật và được nhiều người tin tưởng gửi gắm nhất chính là nữ ca sĩ Thủy Tiên. Đến thời điểm hiện tại, số tiền mọi người gửi về cho ca sĩ Thủy Tiên để ủng hộ miền Trung đã lên đến hơn 100 tỷ đồng. Lợi dụng việc này, đã có người giả mạo tài khoản Facebook của Thủy Tiên, sao chép bài kêu gọi đóng góp của cô và thay đổi số tài khoản nhận tiền. Hành vi này có vi phạm pháp luật hay không thưa luật sư? Nếu có thì khung hình phạt cụ thể là gì? Rõ ràng hành vi gian dối, đưa những thông tin sai để lợi dụng người khác, để người khác chuyển tiền về tài khoản cá nhân của mình nhằm để chiếm đoạt tài sản là hành vi vi phạm pháp luật. Đây không đơn thuần là vi phạm về mặt đạo đức. Tùy theo mỗi trường hợp có mức độ vi phạm khác nhau thì sẽ có mức chế tài khác nhau. Trường hợp số tiền chiếm đoạt dưới 2 triệu đồng có thể bị xử phạt hành chính theo Điều 15 của Nghị định 167 năm 2013 của Chính phủ. Trường hợp chiếm đoạt số tiền trên 2 triệu, hoặc dưới 2 triệu nhưng có gây ra ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 174 của Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Khung hình phạt phụ thuộc vào số tiền chiếm đoạt, nếu số tiền chiếm đoạt trên 500 triệu đồng thì đã nằm trong khung hình phạt cao nhất của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Được quy định ở khoản 4 Điều 174 Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Có cách nào điều tra và truy cứu trách nhiệm đối với những người giả mạo tài khoản Facebook không thưa luật sư? Nếu chỉ xác minh và điều tra dựa trên các thông tin trên mạng xã hội thì sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, đối tượng này có đưa ra thông tin về số tài khoản ngân hàng. Rõ ràng, bằng những nghiệp vụ điều tra, cơ quan công an sẽ có thể tìm ra được tài khoản ngân hàng đó là của ai. Vì khi mở một tài khoản ngân hàng, người đó cần cung cấp thông tin về cá nhân, những giấy tờ nhân thân như chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân,